Ok, chào mừng các bạn đến chương trình đi chơi tới Đà Nẵng của Super TT. Hôm nay là mình làm luôn cả phần 5 luôn. 4 phần trước là mình làm rồi. Bây giờ. Đó. Cái gì? Ý đồ mà là phần thứ tư, phần thứ tư chứ, phần thứ tư. Thôi bây giờ mình sẽ tới và vẫn là Đà Nẵng nhưng mà một vài địa điểm cực kỳ quan trọng đối với đất nước Việt Nam chúng ta là cố đô Huế. Cái gì mà cố đô Huế mà gọi chúng là cổng Ngọ Môn. Chúng ta vào bờ bên trong. Rồi, chúng ta đã vào bên trong của cổng Ngọ Môn. Giờ mình sẽ cho các bạn xem một đầm sen. Đó đây. Ở đây. Oh my god, trời ơi nhiều cá quá đi. Một cá chép. Rồi, to. Đủ loại màu sắc. Đó, cái cá gì mà to vậy trời. Ở cái gì vậy? Dragonfish. Đây nữa nè, cũng có con nữa nè. Đó đây. Trước đây là một đầm sen rộng. Đó, rộng ghê chưa. Đó, ở đây cũng có một cái đầm sen tương tự. Và tất nhiên là một đám cá. Trời ơi. Nằm cá chép. Cá chép Nhật ư. Thôi. Rồi sen nữa kìa. Ôi nhìn thơ mộng vãi. Cái gì? Rồi bây giờ chúng ta sẽ vào chính diện ngôi nơi ở của vua và hoàng Y Phi. Đó, đối diện đây là nơi ở của vua và hoàng Y Phi. Nó đang người ta không cho phép vay ở bên trong thì mình sẽ dừng ở bên trong lại để mình vô chiêm ngưỡng cái cảnh đẹp. Chúng ta ra khỏi bên trong của căn nhà lập. Bây giờ vào bây giờ tiếp tục trong nha. Chỗ mà. Thảo vàng cung diên thọ hưng miếu thế miếu chuyển nằm cát cổng Ngọ Môn sân điện Thái Hòa điện Thái Hòa. Giờ mình phải nghỉ ngơi cái này. Nhà ông mình mất đi thì trong này là nơi để thờ thực tất cả các thờ
vua chủ nghĩa luôn nha. Vua nước mạng khi đó ông xây dựng là để thờ cha mình thôi, nhưng khi mà ông mất đi thì câu ông lại thờ ông, mà cháu ông lại thờ câu của ông, thì vì thế nên sau này là thờ lần lượt tất cả các bờ vua chủ nghĩa. Thì cũng xin thưa gia đình nhà mình, khi vào trong này tí là mình tham quan, mình sẽ thấy rằng như em đã giới thiệu thì nhà Nguyễn có 13 đời vua, bắt đầu từ ông Gia Long cho đến ông Mã Đại, nhưng mà trong này thì chỉ thờ 10 ông vua thôi, ba ông vua không có thờ trong này. Thì lý do vì sao lại như vậy? Ông đầu tiên không được thờ trong này là ông vua Dục Đức. Ông vua Dục Đức là con nuôi đầu tiên của vua Tự Đức. Tại vì ở Thiên Mụ em giới thiệu với nhà mình là Tự Đức không có con, nhưng mà có nhận ba người cháu nuôi gọi mình là con nuôi gọi mình, cháu nuôi gọi mình là con để mà truyền ngôi vàng. Thì ông vua Dục Đức nên là vị vua thứ năm của triều đại nhà Nguyễn, ông không được thờ đây vì cái tội là khi không thờ. Tại vì khi Tự Đức mất đi thì để lại di chiếu là ngai vàng cho ông này. Nhưng trong di chiếu thì có ghi một đoạn là ông này là có tặng mất và có tính hiếu nhân. Thì khi mà cha mình mất đi thì ông đọc cái văn cái vị này thì chiếu nên nghe rằng lên, thì ông lại cắt bỏ cái đoạn này đi của mình. Ok, thì hai quan của chính đại thần lúc đó là tôn thất đức và nguyễn công từ, hai ông này đã nắm được cái bản chiến lược của vua, và hai ông này tâu lên và từ dũng thấy hậu là ông này không có di chiếu để tương đổi lại. Và một cái nữa là trong ngày cha mình mất đi thì ông này là không mặc người ta, và người ta kết luận ông này là bị quân phản tướng, và ông này bị giam ở đó tội khác tại nhà giam Dục Đức Đường. Và Dục Đức Đường là cái nơi mà Tự Đức khi đó xây dựng ra để giáo huấn cho mình làm vua, và ông này làm vua vẻn vẹn 3 năm, và đây là vị vua làm vua mùa nữa chứ. Ngược lại vua cha của mình là vì ông vua Dục Đức thì ông làm vua đạt 13 vị vua, là ông làm vua đến 36 năm, nhưng ông này chỉ làm vua được có 3 ngày thôi. Dạ, 3 ngày thôi, ông vừa lên đây chưa kịp nhìn là bị chết rồi. Và theo quy định của nhà Nguyễn, những vị vua bị kế vị thì không được thờ cho mình, tức là có tội không còn một lần thôi thì không được thờ cho mình. Và ông là trường hợp đầu tiên. Trường hợp thứ hai không được thờ trong này là vua Hiệp Hoàng. Ông này là phạm tội là khi quân phản thượng. Thì vị thưa gia đình nhà mình, như em đã giới thiệu thì các vị vua đầu tiên của nhà Nguyễn được xem những vị vua rất anh minh như Gia Long anh mạng, thì các ông này cũng thương xuất sắc. Nhưng mà các vị vua vì sao lại thương với Pháp, thân với Pháp? Vì thế này, khi ông Hiệp Hòa này, ông lên ngôi vua thì ông giữ vững được cái ngai vàng của tính mệnh của mình, thì ông cũng câu kế với Pháp. Nhưng mà đứng đầu lúc đó trong quan võ triều đình thì có ông Tôn Thất Thuyết và Nguyễn Công Tường này. Hai ông này lại là hai người mà không thích toàn bộ binh quyền trong triều đình lúc đó. Thì hai ông này nhận thấy được cái mưu đồ của vị vua Hiệp Hòa này, thì hai ông này dâng lên một bản sớ và xin chữ ký của tất cả các vị vua đại thần trong triều, và dâng lên vào từ phủ thích hợp. Và ông này bị kết tội phản quốc hại dân, và ông này đã bị xử uống một chén thuốc độc để kết liễu cuộc đời của mình. Và ông là trường hợp thứ hai không được thở trong này. Không kỳ thì nó bẩn sao, ba phải kỳ chứ. Thì như ông đã giới thiệu với nhà mình, tại quảng trường Mậu Môn nơi có kỳ đài từ năm 1945, ông Bảo Đại ông trao chiếu thứ vị cho ông kiếm cho Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa, và ông lấy cái tay là Nguyễn Phúc Vĩnh Việt, tức là cái tay mà khi ông Khải Định đặt cho ông. Thì người ta nói rằng ông này khi làm vua thì không có bất kỳ một ông trần gì cả, lại tự trọng thân với Pháp, cho nên ông này cũng như bất kỳ một người công dân Việt Nam chúng ta, ông cũng được thở ba vị vua không được thờ, và trong này chỉ có 10 vua được thờ thôi, vì thế là không được thờ. Và cũng xin thưa gia đình nhà mình, khi vào trong này thì chúng ta sẽ thấy một số ấn thờ có hình, một số ấn thờ thì không có hình. Những vị vua thời đầu tiên thì một số hình ảnh nó bị lưu lạc, một số vị vua thì ngày xưa nó đâu có mấy ảnh chụp hình như mình bây giờ, ảnh truyền thần thôi, nên một số vị vua là mình sẽ không có hình trong này. Dạ, giống không? Dạ, giống thì em được gặp với ông ấy biết từ chứ còn. Và cũng xin thưa nha, thì nhà mình người ta nói tiên tử là mình không có nhìn trực tiếp mặt được, cho nên chúng ta sẽ thấy hình là mình thấy nghi nghi như thế này. Mình thấy một bộ phim cổ trang, mình thấy khi vua đi ra ngoài biểu hành là ông đeo cái mũ gì, mình thấy cái thòng lọng ấy, để mà người dân chúng ta không được nhìn trực tiếp mặt vua. À, chúng ta vào trong này tham quan, trong này là không có chụp hình, không có nói lớn tiếng ở trong này nha. À, tham quan xong thì gia đình mà mình để ý trong này nè, hồi nãy em có giới thiệu nè, hoàng lưu ly là dành cho vua. Tương tự bên này, đối diện bên này chúng ta sẽ thấy là hiển lâm cát là nơi ghi lại công trạng của vua và những vị đại thần có công với triều đại nhà Nguyễn. Thì cái hiển lâm cát này nó cao là 17 tầng, vì thế là tất cả các công trình kiến trúc trong được bên từ bắc sông Hương này qua bên sông Hương này thì nó không được cao hơn cái hiển lâm cát này. Nếu quy định của nhà Nguyễn là như vậy, 17 mét. Dạ. Rồi bên nhân dân 17 mét. Dạ. Rồi lại gì đâu? 17 mét. Đứng một lẩu gì người, trời nắng không quăng tí chứ. Rồi nhà mình nhìn thấy nhà phía trước này có những cái vạc đồng, hay gọi là chúng ta thì nhìn cái vạc đồng á. Vạc đồng ấy, lúc nhang, lúc hương á. Dạ, đúng rồi, nói chặt đi đâu luôn á. Rồi, những cái vạc đồng này chúng ta sẽ đếm tổng cộng là mấy cái? 9 cái. Người ta gọi là 9 cái đỉnh. Huế người ta có câu như thế nào, nhất ngôn cửu đỉnh, vua là nhất ngôn cửu đỉnh. Và số 9 là tượng trưng cho uy quyền của nhà vua. Trên 9 cái vạc đồng này thì nó có tổng cộng là 153 cái vạc, tất cả những điều đẹp đẽ tinh lý nhất của Việt Nam chúng ta là được các vua triều Nguyễn, các ông xác lập chủ quyền.
này, Trường Sa Hoàng Sa nó cũng có ở trong này luôn cả nhà. Nhưng mà người ta vẽ bằng những cái nét vẽ từ ngày xưa, ví dụ như cái núi là người ta vẽ thế này, xong rồi người ta hát như thế này thôi, mình chỉ hát từ ngày cho đến ngày để nhìn rõ được. Dạ, hai cái công nghiêng, hai cái công nghiêng, hai cái công ý đó, cái thùng để ngoài á, cái rồi để chèn ngay cái đó để chưa để à, thiên dạng như là nói một cách nôm na là để mà tránh mất trộm luôn á, tại vì cái con này gọi là công ty hương như ngày giới thiệu bên nhà mình là quý nhất, mình đã cái đấy những cái con này để mình cũng có chứ, ngày xưa vàng bạc trong này còn mất trộm ấy nó còn vua rồi, lúc sau này không nói, lúc nó còn vua thì ai vô đây được mà lấy? Có bị nó rất mưa nắng được thôi, chứ mình lại thấy nóng này nó thật là còn gì. Phó giáo viên của nhà mình nó nói một chút sơ lược thông tin về 13 vị vua trước đây kế thừa ở trong cố đô Huế thì các bạn cũng đã biết đâu, nhưng mà khi vào bên trong là người ta cấm không được tuyệt đối chụp hình hay quay thôi, nên là có thêm chỗ bị cấm, bây giờ mình không thể quay được đâu. Cho nên một ngày đó các bạn tự vô tham quan và tự đánh giá cái vẻ đẹp của ngôi chùa. Em sẽ nói giờ xem rồi các bạn cho mình sau khi mình đã thăm vào bên trong xong rồi nha.